Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tựa game là Đạo Hữu Xin Dừng Bước của nhà phát hành Thiên Thượng Hỏa Game. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn tất cả là 12 gift code mới nhất dành cho Tân Hữu và hướng dẫn các bạn nhập gift code. Cho nào chưa biết, bạn nào biết rồi thì cũng đừng quên like, share và subscribe ủng hộ nhé. Thì cho bạn nào chưa biết thì đây là một cái tựa game chiến thuật lấy đề tài thần thoại Trung Hoa vô cùng hấp dẫn do nhà phát hành Thiên Thượng Hỏa phát hành. Thì trước đó thì nhà phát hành Thiên Quả cũng đã cho ra mắt khá là nhiều cái tựa game giống cái tựa game này như là Luyện Hiệu Ký. Ok, thì đầu tiên để nhập gift code thì các bạn nhấn vào mục chính ở đây, đó các bạn nhấn vào mục sự kiện, các bạn nhấn vào sự kiện ngày, các bạn kéo qua nhấn vào code và tiến hành nhập gift code. Thì code thứ nhất như sau: VHTT6688. Đây là code thứ nhất nha các bạn, như code là VHTT6688 thì đây là code Tân Hữu, có hạn sử dụng là vĩnh viễn. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng đổi nó để xem cái ông quà của nó. Thì cái code này sẽ nhận được là 300 kim nguyên bảo và 3 cái tầm tiên bút dùng để tầm tiên một lần. Số lượng là 3, thì đây là cái ông quà code thứ nhất. Tiếp code thứ hai như sau: VH10871. Đây là code thứ hai các bạn, như code là VH10871. Thì các bạn lưu ý là cái code này có hạn sử dụng đến ngày 30 tháng 5 năm 2022, các bạn nhanh tay nhập vào, không thiết bị thì hết hạn. Ok, thì đây có thứ hai, sau đó bạn nhấn vào đổi để nhận quà. Cái code thứ hai sẽ nhận được là 188 kim bảo, 10 cái bùa dưỡng đơn và 100 ca bạc. Thì bùa dưỡng đơn này dùng để tăng cấp hoàng khí, số lượng là 10. Thì đó là các ông quà có thứ hai. Có thứ ba như sau: SK20051. Đây là code thứ ba các bạn, chỉ có là SK20051, sau đó bạn nhấn vào đổi để nhận quà. SK20051, cái code này sẽ nhận được là 188 kim bảo, 20 cái tiếng mật đơn và 20 cái bồi dưỡng đơn. Tiếng mật đơn này dùng để tiến bậc thần tiên, bồi dưỡng đơn này dùng để tăng cấp thần khí. Thì đây là các ông quà code thứ ba. Cái code thứ tư: SK38713. Đây là code thứ tư nha các bạn, SK38713. Thì các bạn cũng lưu ý là nó cũng giống y như cái code thứ hai, là nó sẽ có hạn sử dụng đến ngày 30 tháng 5 năm 2022, các nhận nhanh tay nhập vào hoặc sẽ bị hết hạn. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng đổi nó. Thì code thứ ba này sẽ nhận được là các phần quà như sau. Sau các bạn, code thứ tư sẽ nhận được là 200 kim bảo, một cái gương trang bị cam và một cái gương khóa bảo cam. Thì gương trang bị cam và gương khóa bảo cam đều có xác suất nhận được cái mảnh trang bị cam thôi nha các bạn. Thì ngoài ra nếu bạn xui thì các bạn sẽ nhận được pháp bảo và trang bị lam tím nhân dân. Thì đó các quà có thứ tư. Có thứ năm như sau: VH Tần 679. Thì đó có thứ năm nha các bạn, chỉ có là VH Tần 679, đó bạn nhấn vào đổi để nhận quà. VH Tần 679, thì có này sẽ nhận được là 5 cái thể lực đơn dùng để hồi thể lực và 5 pháp lực đơn dùng để hồi pháp lực. Đây các quần quà có thứ năm. Có thứ sáu: VH17992. Đây có thứ sáu nha bạn, có là VH17992, đó là nhấn vào đổi cho nhân quà. Thì có này sẽ nhận được là gương chọn thú cưng đỏ, khi các bạn mở cái gương này sẽ được lựa chọn ngẫu, được lựa chọn là một trong 8 con bé ở đây đều có phẩm chất là đỏ hết nha bạn. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng đến với gift code thứ 7. VHCS 03471. Thì đây là gift code thứ 7, VHCS 03471 nha các bạn. Đó là nhấn vào đổi để nhận quà. Gift code này sẽ nhận được là 300 kim nguyên bảo, 2 cái nguyên linh SP đạt dùng để tăng cấp thần tiên, nhận được 10.000 điểm SP và 20 ca bạc. Đây là các phần quà có thứ 7. Gift code thứ 8 như sau: CVVH16705. CVVH16705 là cái gift code thứ 8 nha các bạn. CVVH16705, số là nhấn vào đổi để nhận quà. Thì code này sẽ nhận được là 50 cái tiếng mật đơn dùng để tiến bậc thần tiên và 50 cái bùa dưỡng đơn dùng để tăng cấp thần khí. Đây là các phần quà của gift code thứ 8. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng đến code thứ 9: Đạo Hữu 202. Đây code thứ 9 nha các bạn, gift code là Đạo Hữu 202. Đó, bạn nhấn vào đổi để nhận quà.
đảo hữu 202. Chiếc code này sẽ nhận được là 100 kim ngân bảo nguyên linh SP đặc, số lượng là 10k bạc. Thì đây là các phần quà code thứ 9 đảo hữu 202. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng đến code thứ 10 Tết 2022 GH. Đây code thứ 10 nha các bạn. Chiếc code là Tết 2022 GH. Các bạn lưu ý là chiếc code này có hạn sử dụng đến ngày 6 tháng 2 năm 2022, các bạn nhanh tay nhập vào thôi sẽ bị hết hạn. Tết 2022 GH số là nhấn vào đổi để nhận quà. Có này sẽ nhận được là 500 kim nguyên bảo, một cái nguyên linh FP đặc dùng để mở ra nhận được cái hệ tăng 10.000 điểm FP cho thần tiên và 20 cái bạc. Đây là có thứ 10, phần quà có thứ 10. Nếu có thứ 11 thì sao? M2 Tết 2022. Đây có thứ 11 nha các bạn, M2 Tết 2022. Các bạn lưu ý là cái code này có hạn sử dụng đến ngày 7 tháng 2 năm 2022. Các bạn nhanh tay nhập vào, họ sẽ bị hết hạn. M2 Tết 2022 là code thứ 11. Đó và nhấn vào đổi để nhận quà. Thì code này sẽ nhận được là 268 kiên bảo, 50 cái tiếng mật đơn và 50 cái bồi dưỡng đơn. Thì tiếng mật đơn dùng để tiến bật thần tiên, và bồi dưỡng đơn này để tăng cấp phần khí, số lượng cả hai đều là 50. Đây là các phần quà có thứ 11 có hạn sử dụng đến ngày 7 tháng 2. Tiếp có thứ 12 GHUU 2022M. Đây là có thứ 12 nha các bạn. Tiếp có là GHUU 2022M. Các bạn lưu ý là có này sẽ có hạn sử dụng đến ngày 8 tháng 2. Các bạn nhanh tay đọc vào không thôi sẽ bị hết hạn. Giờ còn khá là ngắn thôi bạn. Ba code cuối đều là code mừng cái sự kiện là Tết Nguyên Đán nên là nó sẽ khá là hết hạn khá là nhanh. Thì có này sẽ nhận được là 200 kiên bảo, 20 cái đá đúc đặc. Thì đá đúc đặc này dùng là nguyên liệu rèn đặc, dùng để rèn trang bị có thể tăng 50 điểm SP rèn, số lượng là 20. Thì đây là các quà có thứ 12. Ok, giờ thì mình sẽ mở code ở trên màn hình. Tổng cộng là 12 code. Các bạn không có thể xem không kịp video, các bạn có thể nhìn gò bảng đây, hoặc là các bạn có thể vào đường link ở mình để dưới phần mô tả, vào phần game ở phần comment, các bạn hay vào đó để copy code. Thì cảm ơn các bạn đã xem video. Như vậy là mình đã chia sẻ xong cho các bạn là tổng cộng là 2 code. Thì chúc các bạn chơi game vui vẻ và nhập cái code thành công. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.